Chúng con kính lạy Cha Trời Giêsu. Chúng con kính lạy ông bà tổ tiên Việt Nam chúng con. Chúng con kính lạy Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chúng con kính lạy Đức Mẹ Maria. Chúng con thành thật cảm ơn Cha Trời Giêsu đã ban cho hàng triệu triệu anh linh, anh hùng, chiến sĩ đã hiện ra để phù trợ và bảo vệ chúng con làm việc cứu Việt Nam chúng con. Giờ đây con kính xin Cha Trời Giêsu cùng ông bà tổ tiên Việt Nam chúng con, cùng Đức Mẹ Maria và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong chúng con kính lạy Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Xin ban ơn đặc biệt cho Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều mau mau thức tỉnh ăn năn sám hối rồi tập hợp tại nơi đây dưới Phật Kinh Lát và mời gọi con ra lãnh đạo để làm việc gấp rút để con có cơ hội cuối cùng phụ giúp bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều có cơ hội lập công chuộc tội gấp. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Cha Trời Giêsu đã hiện ra trên mây. Cảnh báo cho nhân loại và đương nhiên đồng thời ưu ái cảnh báo cho dân tộc Việt Nam chúng con được biết trước và mời gọi dân tộc Việt Nam chúng con trước làm việc góp phần cứu nguy nhân loại và đồng thời làm việc cứu nguy Việt Nam chúng con. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Cha Trời Giêsu. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen. Đồng bào mau mắn lo sám hối gấp rồi tập hợp ở dưới Phật Kinh Lát. Rồi mời gọi kêu réo tôi ra lãnh đạo làm việc gấp thì công việc sẽ nhanh lắm, chứ không ấy là nó hơi chậm trễ. Rồi sau này cái đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều mà trễ nải á, nghiến răng thì đã muộn. Tôi nói trước, tại vì tôi còn không còn thời giờ cho bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều vô trách nhiệm nữa. Nhớ những gì Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam vừa nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Yêu cầu Thánh Gióng chúng tôi phán bảo như thế. Bởi vì thời giờ của bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều sắp hết rồi. Đứa nào chậm trễ thì sau này, tiếp tục chậm trễ thì sau này chết sâu muộn và linh hồn sẽ bị nhốt chung với nhau với bọn lười biếng vô trách nhiệm, vu vơ mù mờ, quờ quạng, bon chen chụp giật bốc hốt, lo đong đầy những túi tham không đấy, bô láo bô liếu, chán bỏ sự. Ở chung với nhau cả năm, cả ngàn năm thì chán lắm. Ở chung với cái bọn đó cả ngàn năm, chán chết luôn. Hoặc là sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ những gì Thánh Gióng vừa nhắc nhở. Ta mệt với chúng bay quá. Bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều.
Nhớ, có thể đây là lần sau cùng ta cảnh báo cho chúng bay. Bởi vì ta đã quá mệt mỏi với chúng bay rồi. Ta còn nhiều việc quan trọng khác phải làm. Ta không còn thời giờ cho chúng bay nữa. Bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, những ai vô trách nhiệm, nhớ ngoáy cái lỗ tai ra mà nghe. Ốc xương tủy, thần sát hồn gì, ráng nghe đi, rồi chấp hành gấp. Không còn thời giờ cho chúng bay nữa. Những đứa nào mà vô trách nhiệm đó, nhớ nghe lời ta nhắc nhở. Thực thi gấp, đây là cơ hội cuối cùng để chúng bay lập công chuộc tội. Đây là cơ hội cuối cùng ta có thể giúp cho chúng bay. Nhớ những gì ta vừa nhắc nhở. Theo lệnh của cha trời, Thượng Đế toàn năng, bảo ta phán bảo như thế. Đồng bào ở Việt Nam ơi, tôi mệt với cái bọn này quá. Đồng bào ơi, tôi mệt cái đám này quá. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng chính phủ Việt Nam công bình bác ái. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2014. Y Thiền Sư Thánh Giống chúng tôi trân trọng thông báo cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta được rõ. Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam và chính phủ Việt Nam công bình bác ái làm việc liên lỉ từ năm 1999 cho đến bây giờ. Và chúng ta đang làm việc một cách mạnh mẽ. Chúng ta, Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam và nhân loại và Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái đang làm việc một cách mạnh mẽ. Chúng tôi kính mong đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình, phụ giúp chúng tôi làm việc gấp. Thành thật cảm ơn. Mày cái đám thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, tụi bay nhận tiền của bọn Tàu cộng bao nhiêu rồi? Tụi bay bán nước, bán dân, bán biển. Tụi bay nhận tiền của bọn Tàu cộng bao nhiêu? Tụi bay bò nhận tiền của bọn tài phiệt quốc tế bao nhiêu rồi? Và chuyển ra nước ngoài bao nhiêu và bị tụi nó giật hết bao nhiêu rồi? Tụi nó trao đưa cho vợ con tụi bay bao nhiêu? Rồi tụi bay là, tức là cái vấn đề là tụi bay tưởng là tụi bay trốn chạy được sự kiểm soát của ông bà tổ tiên mình à. Đây là oxygen, thần khí của cha trời ban cho ông bà tổ tiên mình kết tụ lại rồi hiện ra oxygen, ông rồng bà phụng. Có nghĩa rằng là khi mà chúng bay còn sống, còn ngáp ngáp á, thì lúc đó là cái lúc mà ông bà tổ tiên mình vẫn còn cho chúng bay thần khí, oxygen để thở. Bởi vì thần khí oxygen là của Thượng Đế ban cho. Đây này, ông bà tổ tiên mình hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng rõ ràng như thế này. Mà chúng bay coi thường là sao? Tụi bay tưởng là tụi bay qua mặt được à? Không được đâu các con ơi. Bây giờ vấn đề nó như vậy. Ta quyết định là nội trong năm nay, năm 2014, là ta giải tán thế giới cộng sản. Và đương nhiên, cái bọn Hà Bá chúng bay sẽ bị hủy diệt nếu mà chúng bay không ăn năn sám hối kịp lúc. Tức là chúng bay sẽ bị người dân ở tại trong nước xử tử hình chúng bay. Và ở tại Trung Cộng cũng thế. Và cũng như tất cả những đất nước cộng sản thì cũng gặp những trường hợp như thế. Cái vấn đề là cơ trời chuyển. Lý do tại sao hàng triệu triệu anh linh, anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây để tiêu diệt chúng bay. Thì những anh hùng chiến sĩ này sẵn sàng xử chúng bay bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Hôm nay ta can gián bởi vì ta là Phật sống của càn khôn, ta không có muốn thấy ai chết chóc hết. Nhưng mà thời dung biểu của chúng bay hết rồi, tức là bây giờ không có can gián được nữa bởi vì cái luật trời là như thế. Đúng ra tụi bay bị giết lâu rồi, tức là bị hàng triệu linh hồn của những hùng chiến sĩ này giết chúng bay, thủ tiêu chúng bay, tức là cất mạng sống chúng bay hoặc là xô chúng bay té dập mặt hoặc là cho chúng bay stroke chết hay là cho chúng bay gặp những đại nạn hay là chúng bay là nhiều cách để mà những anh hùng chiến sĩ trận vong này giết chúng bay lắm. Nhưng mà ta can gián tại vì ta được quyền can, hiểu không? Nhưng mà bây giờ cái luật trời á, tức là can đến một cái lúc nào thôi chứ không can hoài được, bởi vì tội ác chúng bay tày trời quá đi. Thành ra đến giờ phút này là những anh hùng chiến sĩ này sẵn sàng tiêu diệt chúng bay để mà chúng bay không có tiếp tục phạm tội nữa. Thì cái định luật này là của cha trời ban cho tất cả sự sống ở trên qua địa cầu và cũng như ban cho cả càn khôn, tức là làm ác hoài thì
không có cho sống nữa, đã sống chật đất mà làm cho linh hồn lại càng ngày càng bị sâu thẳm, sâu lún vào hố sâu của tội ác thì càng khổ thêm. Thành ra những kẻ tiếp tục làm ác thì sẽ bị hủy diệt. Đó là định luật của càn khôn như thế. Thì cái vấn đề ở đây là tại sao mà cha trời Giê-xu hiện ra? Mà tụi bay phải hiểu vấn đề đó. Tụi bay phải hiểu là tại sao ông bà tổ tiên mình hiện ra, ông rồng bà phụng rõ ràng như thế này để mà cảnh báo và hướng dẫn cũng như nhắc nhở chúng ta. Và tại sao mà Thượng Đế lại cho tỏ hiện ra quỷ Sa-tăng hiện ra để mà cảnh báo cho nhân loại? Hả? Chọn quỷ Sa-tăng hay là chọn cha trời Thượng Đế toàn năng, hay là chọn ông bà tổ tiên mình, hay là chọn linh hồn những hùng chiến sĩ? Bây giờ chúng bay phải quyết định chứ. Rõ ràng đây là cái này là gì đây? Cái này là rồng sư tử đây nè, là những hình ảnh ta chụp được đây. Đó, nguyên một gia đình rồng oxygen đó, đây là gia đình của dân tộc Việt Nam chúng ta đây nè. Đó. Bây giờ vấn đề nó như vậy. Chúng bay mau mắn trao quyền lãnh đạo do chính ta làm việc gấp, bởi vì ta đã thành lập chính phủ Việt Nam công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản theo lệnh của cha trời Giê-xu và của hàng triệu 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 anh linh, anh hùng, chiến sĩ, và đương nhiên do sự cầu bầu của ông bà tổ tiên chúng ta và cha trời Thượng Đế toàn năng đã chấp thuận. Vì thế Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại đã thành lập chính phủ Việt Nam công bình, bác ái, tức là thành lập từ năm 1999 rồi, nhưng mà bây giờ là thực thụ rồi, là ra mắt luôn đó, tức là ngày hôm qua là tháng 7 ngày 20 năm 2014. Vì thế chúng bay mau mắn nghe lời ta dạy bảo, bằng ngược lại chúng bay sẽ bị hủy diệt. Ta nói là hủy diệt đó, triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt chúng bay, và cũng như là hủy diệt gia đình chúng bay luôn đó. Tại vì tụi bay ở ác quá, thành ra cơ trời chuyển là kể như cất mạng sống chúng bay hết. Định luật nó là như thế. Nhớ những gì Thánh Gióng vừa nhắc nhở: ta chính đây Minh Vương Việt Nam, Phụ Đổng Thiên Vương tái thế, ta lãnh đạo cứu Việt Nam, và đồng thời ta là vua Việt Nam, và ta lãnh đạo nước Việt Nam chúng ta, và ta mời tất cả đồng bào chúng ta cùng nhau làm việc Minh Vương với ta. Thành ra tất cả chúng ta cùng nhau làm việc công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Thành ra ở đây không có nói chuyện mà so đo cạnh tranh việc lớn việc nhỏ gì hết, bởi vì tất cả mọi việc điều quan trọng như nhau, nếu mà chúng ta làm việc với tinh thần phục vụ cho nhau vì công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Nhớ như gì ta nhắc nhở, và đây là cơ trời, thành ra không có đứa nào chạy khỏi được hết. Còn cái đám mà Việt gian với Việt kiều đó, nhục nhã, đây là cái người ngoại quốc nè, nhưng mà khi người ta nhìn thấy những phép lạ mà ta chụp được á, thì đây là họ cầu nguyện một cách kêu bằng, phải nói là thật tâm. Còn đa số cái bọn Việt gian, Việt cộng, Việt kiều chúng bay đó, đa số cá mè một lứa, đến giờ phút này chưa làm bổn phận của mình. Thì đây là cơ hội cuối cùng để chúng bay lập công chuộc tội trước khi quá chậm trễ. Bởi vì nếu mà chúng bay chậm trễ thì sau này chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm trước khi chúng bay được xử. Nhớ như gì ta nhắc nhở, và thậm chí chúng bay có thể bị nhốt chung với bọn quỷ Sa-tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và đây là bọn quỷ Sa-tăng là cho chúng bay coi cái bản mặt đó một lần nữa. Đây là quỷ Sa-tăng nhìn thấy mà ớn xấu quắc rồi, mà nó dữ lắm. Đây đó, thấy rõ chưa? Đây nè, còn linh hồn bị đốt đâu rồi? Cho coi linh hồn bị đốt trước khi mà ta ngừng lại. Ta cũng mệt quá này, sáng giờ làm việc nhiều quá, làm thế cho đồng bào đó. Đây nè, đứa nào trễ nãy sau này sẽ bị nhốt với quỷ, hoặc là linh hồn sẽ bị đốt lửa nóng nhiều ngàn độ, hoặc là chúng bay sẽ bị nhốt chung với nhau, chán lắm, tối ngày ở chung với cái đám thờ ơ vô trách nhiệm, lo đong đầy những túi tham không đấy, rồi bố láo bố liếu, ba xạo xỏ lá, không phụ giúp ta làm việc cứu Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguyên nhân loại. Thôi tụi bay hết xài rồi, cái bọn Việt gian, Việt cộng, Việt kiều, đa số chúng bay là như thế. Nhớ những gì ta nhắc nhở theo lệnh của cha trời Thượng Đế toàn năng, vào trang website này học hỏi gấp và thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu. Đồng thời phụ giúp ta thông báo tất cả những phép lạ này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là cách để các ngươi lập công chuộc tội. Và đây là địa chỉ để liên lạc với ta, Minh Vương Việt Nam.
my dear brother and sister around the world.